quân đội Israel cho biết đã phối hợp với cơ quan an ninh nước này tiến hành các cuộc tấn công chống khủng bố quy mô lớn tại các khu vực Jenin và Tul Kadem ở bờ Tây. Trong khi đó, theo các nguồn tin khu vực, chiến dịch huy động nhiều đơn vị và trang thiết bị quân sự quan trọng như máy bay không người lái, máy ủi cùng các lực lượng quân đội, an ninh, 4 tiểu đoàn cảnh sát biên phòng và một đơn vị quân đội tinh nhuệ. Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố chiến dịch đã giúp ngăn chặn những kẻ khủng bố thiết lập cơ sở hạ tầng tại đây. Ông đồng thời nhấn mạnh phải giải quyết mối đe dọa này giống như cách chiến dịch tại Gaza đang được thực hiện, bao gồm cả việc sơ tán tạm thời người dân và bất kỳ bước đi nào cần thiết. Cơ quan y tế Palestine cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel. Động thái quân sự mới nhất này của Israel đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại khu vực. Cánh quân sự của nhóm lữ đoàn Al-Quds cho biết đã nhằm mục tiêu và bắn hạ một máy bay không người lái của Israel gần Jenin và đang nhằm mục tiêu vào lực lượng Israel bằng hàng loạt đạn trực tiếp. Trong khi đó, lực lượng Hamas ở Gaza kêu gọi tổng động viên chống lại sự chiếm đóng của Israel. Tình trạng bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza vẫn tiếp diễn. Theo con số thống kê của hai bên, hơn 640 người Palestine và ít nhất 19 người Israel đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực kể từ tháng 10 năm 2023. Trong phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Gaza, coi đây là động lực nhằm ngăn chặn căng thẳng tại khu vực leo thang hơn nữa. Israel chiếm giữ bờ Tây, Đông Jerusalem và dải Gaza trong chiến tranh Ả Rập Israel năm 1967. Theo luật pháp quốc tế, việc Israel lập khu định cư ở những vùng lãnh thổ của người Palestine là bất hợp pháp. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây những thập kỷ gần đây. Đây là nơi sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Một phần bờ Tây đang được chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu, kiểm soát và đảm bảo an ninh.